chịu không? À, chịu, chịu tí nữa đấy. Có nhà bạn chưa? Cháu không ăn đâu. Không. Ăn nhậu không? Ăn nhậu. Đâu để xem có con gì không đã. Lươn à? Hay ăn lươn? Ăn lươn nha. Ăn châu chấu lươn. Lươn hay châu chấu hay thạch. Nhưng mà bà phải bán chịu đấy. Phụ tư thì bán chịu. Hai này bán chịu. Hai bán chịu nào? Hai bán chịu nào? Châu con này coi. Châu cháu lươn nhá. Con này con gì? Cá lươn đi. Cá. 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 Cá lươn. Lươn nó ăn gì? Lươn nó chuyển nghề lắm. Mày ăn gì? Mày ăn gì? Mày ăn gì? Em ăn châu chấu à. Châu chấu à? Cho cháu thì tao ăn lươn, mày ăn châu chấu. Cho cháu ăn cả nhậu nữa. Anh đưa ra đi. Mua tất tiền. Tất tiền chứ. Cháu muốn chịu đấy. Chịu muốn tiền. Chịu muốn tiền. Thế cho cháu tất. Không, muốn chịu rồi đấy. Anh Cường không có tiền nào. Đá lên năm lạng nhá. Chẳng có giúp nào rồi đấy. Không có nghìn nào đâu. Năm lạng. Không có nghìn nào đâu. Đó bao tiền cả? Mai chống lại nhé. Bao tiền ạ? Mai chống gửi đây. Mai phải vợ về mới có tiền. Thế mày ăn cho cháu nữa gì? Cho cháu hai con. Hai con to nhất. Ấy hai con thôi. Thằng này nó ăn thế thôi. Không. Lại ăn hai con. Ăn hai lạng nhá. Hai con. Hai lạng. Ôi con gì đấy? Cái gì ấy mà có cái gì? Đây có khuyến mại cái ông. Ông. Hai lạng. Dạ. Tôm tôm này bé quá. Ấy chạch nhảy cơ. Anh là con gì này? Hả? Đây. Anh đang gửi nhá. Trăm rưỡi. Mai cháu gửi nhá. Ừ. Không phải anh đâu. Đâu? Hả? Không. Hả? Đi. Mua gì? Mua xả hết về xào luôn. Mày ăn môi. Mày ăn châu chấu với kia thôi mà. Không, em ăn nhiều lắm. Mày ăn gì nữa? Ôi xả ớt nữa. Xả ớt, xả ớt. Xả ớt. Mà thấy sắm này quả dê này thì ra mua gửi quà thì không phải. Cháu đi xả ớt. Lôi chứ đâu nhờ. Mà năm bên lúc. Mua gì anh? Cháu chịu ấy nhá. Cháu chịu không? Cháu lấy danh dự cả trong họ nha cháu. Cháu chịu tất cả quán. Cháu chịu ớt cho xả ớt. Cho cháu một bó với mấy quả ớt. Ơ nhưng mà ớt này cay không? À, thế thôi cho cháu xả thôi. Xả thôi. Ớt này cháu có rồi. Đi chơi bắn cầu bắn Trung Quốc này. Đi chơi bắn cầu bắn Trung Quốc. Chơi bắn cầu bắn Trung Quốc ấy. Đấy thêm tí nữa. Phải rồi cháu cất đi. Thôi ít thôi. Xào lươn. Con lươn đều của anh. Em ăn chú chấu, ăn nhậu. Hay làm lẩu lên. Lẩu, 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 lẩu à? Dạ. Dạ. Vâng, cho cháu tí ạ. Cháu đang mua rồi. Ông có tiền cho cháu vay tí. Ông người bắt cọc bán Trung Quốc ấy. Vâng, bao tiền ạ? Vâng, tí tên mai cháu gửi nhá. Đi, mấy đâu, về đâu. Mai tao cho mày mua đẩy xe luôn. Đây. Ngồi lên. Cái anh bảo anh nợ mà. Gần 2.000. Gần 2.000.
nó sẽ ôi ăn trực được khoảng 100 tiền lươn à đâu ăn à gì nhỉ ăn chịu được 100 tiền lươn là được đúng 5 con 100 tiền lươn với lại cái gì nhỉ thì thôi em ăn ăn lươn xong em đi nấu nữa em ăn một mình này cho khai chọn lúc này ơi chân nữa là một miếng nó ăn tí nó đảo trong cho ăn Không, ta xào xả ớt cho mình ăn quê luôn. Chú cay ấy. Xả ớt thì quê. Ai chả xả có đủ nữa. Ít mi. Ít mi là Là tao cùng mày vào lấy con dao mèo ra đây cả. Quá. Kém. Không bấm được, không bấm được. Mày dốt lắm. Mày phải ra mua vào hôm nay không cho chịu nữa mày mặc cả. Mặc cả xong mày không mua nữa. Mày xong mua vào bên cạnh đắt hơn. Được đấy. Mày ra chiêu thức vào đấy nhỉ. Mày anh cứ để em ra em xả cái mối tức không cho ăn nợ này. Chịu. Chịu với trả nợ chả giống nhau à? Chịu với nợ anh một cái là ba chữ, một cái là bốn chữ.
ấm nhỉ. Cái nền bê tông này còn hơi bằng bỏng xíu nhỉ. Ấy, nồi lửa lên em. Em phải chặt đôi ra không có. Lửa lên. Gà không ăn được không? Rửa tay đó. Hay là anh cho chú chấu với nhậu vào đảo cùng đi. Không, điên rồi. Mất món ăn ngon. Nguyên xào xả ớt này. Đỉnh cao rồi. Đưa cho. Nào đưa đây. Dưới đây. Tại sao không mua món sở thích của anh, không mua món sở thích của em? Tao ăn bắt buộc ăn. Điên là tao ăn mấy cái đấy tao ngứa, chú chấu tao ngứa mà. Ngứa. Cảm tạo ngứa. Ôi, anh ngứa nhân cầm rồi, chú chấu lún cho rồi đấy. Lún cái gì, tao đã ăn chú chấu kia rồi. Điều. Ngứa cực luôn, chú chấu ngứa cực luôn. Ngứa nhất. Ngứa nhất chú chấu trong cái ong. Chứ có mồm điêu. À, ong bây giờ đã ăn được rồi. Mụn tầm không ăn được. Ăn được, con chịu vào. Chịu. Chí rồi hay. Mới cháy mất một tí mọi người ạ. Ngon đấy, ngon đấy. Tao tưởng mày không ăn món này. Ăn món này lần trước mày có ăn món này đâu nhỉ. Món này cố phải ăn nhé. Thì sọc bắt này ngon này. Thấy bây giờ anh đi dàn đi ăn cơm chú cháu ơi. Đi mà dàn nhá. Nào đi đây. Đi. Hết cha. Lên thật ạ. Cực ngon, hơi ít nhưng mà hơi được ngon. Hết cha. Mời tất cả mọi người nhá. Bóc em ơi. Bắt được. Mỏi. Chết luôn nhưng mày không phải sống làm gì bỏ thật. Anh chạy ra rồi. Anh đi ăn rồi. Anh gì? Anh dính cái gì? Anh dính cái gì? Anh dính cái gì? Đấy. Răng lên vào khề nhá. Anh hút thuốc vào. Anh xì răng. Xì nhô. Cái chảy nước không mực. Đây. À. Tất cả mọi người nhá. Ôi. Em cứ gõ là nó lại chui bọt lên. Ừ. Đây là mọi người nha. Lâu lâu ăn món lươn ngon. À cái đi. Lươn cái gì? Cay không? Món này mà nhậu thì hết sạch rồi. Cay không? Được. Anh em mình ăn là vừa. Ngon. Thơm á. À. Nhưng mà em... Em tự dám cho chấu mà ăn. Ừ, tao mà ăn, tao không ăn được chú chấu. À, tiền chấu chấu mày đi mà giả. Tiền gì nhỉ? Tiền nhộng mày đi mà giả. Còn đây thì mỗi giả mỗi cái lươn thôi nhá. Thế anh đi xe em làm gì? À, mày còn phải giả nửa tiền lươn nữa cơ. Nhá. Anh đi xe em làm gì? Tao đi xe mày bao giờ? Anh à, đi đấy. Xe mày. Ai mua? Hả? Ai mua? Nhưng mà là đứng tên chính chủ của em. Đứng tên chính chủ đăng ký đâu. Ai mua? Nhưng gì hết giả tiền châu chấu. Giả tiền tiền nhộng tầm mấy nửa tiền lương. Em chẳng có tiền đấy. 170 là một nửa. 50 tiền. Anh nhưng mà giả. Im thì đáp tính. 20 nữa 70 với lại 50 nữa 120. Anh nhưng mà giả. Ở trên đây mát nhỉ? Ngắm núi Ba Vì. Ở trên này mát sướng mọi người. Phê lắm. Chuẩn bị chiều chiều lại ra tắm suối tiếp. À, chuẩn bị đến giờ rồi. Phê. Lươn xào là món xả ớt này là gọi là món tủ mềm với đấy nhỉ, ăn ngon mà mình làm ngon, món ngon nhất á, của ong nha. À, món này không ngon. Ta, ngon tao không ăn được mà không ngon mà nào đi nhoi cho mà ăn hả, không nào tao đi nhoi ong cho mà ăn. Em có điếc tai không? Là sao em nhầm à? Lớn à? Lớn đi. Anh đi nhoi ong. Sao? Anh ơi, thấy đồ ong kẻ mất giết. Ôi dồi dồi, mày chưa biết cái trình độ mà lại cam rồi. Ừ, rồi. Mày cứ xem. Lại bắt đầu, cái xe cử kia, anh trèo lên bị đốt, anh chạy xuống ấy. Ờ, à, đúng mà, tao trèo diều mà đốt. Tao tụt, tao một tay tao tụt, một tay tao xoa đầu. Mà đốt bao nhiêu nốt ở trên đầu là tao nhớ hết. Bao nhiêu nốt? 7 nốt.
ong mặt quỷ từ trên đỉnh xà cừ luôn. Thế ông tám nốt thì sao? 7 nốt. Hai con đốt một lỗ. 6. Hai con đốt một lỗ. 6 con đốt trên đầu, một con đốt đùi, thấm thịt luôn. Sốt rồi. Thế anh chọc nó lại cắn cái đấy. Thế nên bây giờ anh mày nhoi ong vô địch. Nhoi ong? Này anh hứa em chơi em ăn ong từ lâu lắm rồi. Chả thấy đâu. Có gì trên không ấy. Mày biết là bố. Bố trên đất mà. Chó trên không.